Rồi ok mấy anh em ơi, hôm nay vẫn tiếp tục hành trình AFK mấy anh em ơi. Mày, game bánh cuốn phết. Trời má, tôi nói con game này PvP hơi bị hay luôn thiệt. Con game này PvP hơi bị hay. Má hôm ngày hôm qua tôi nghĩ con game này tôi nhìn cái chữ AFK, tôi nhìn chữ AFK tôi thấy con game không hay mấy ông à. Mẹ như ngày hôm qua tôi vô tôi roll tướng lại vô tôi ngồi tôi chơi chế độ PvP của nó, trời má ngồi căng mấy cứ luôn thiệt. Mấy ông vô chơi thử chơi về chế độ PvE thì tôi không nói nha, game nào nó chế độ PvE thì nó nằm ở mức cơ bản rồi tôi không nói. Trời má, tôi nói vô mấy ông vô chơi cái bản PvP của nó. Rồi cái tính năng PvP nó căng vãi đạn luôn. Ngày hôm qua tôi chơi 30 phút. Tôi quýnh cái chế độ PvP 30 phút nghe mấy ông nội, ngày hôm qua tôi quýnh 30 phút chế độ PvP. Đỉnh đỉnh đỉnh. Tôi lúc đầu tôi ngưỡng con game này chỉ AFK vô xong rồi cứ bay tôi win thôi, nhưng mà nó có chế độ BK như quyết đấu cân bằng vậy, nó sẽ cho mấy ông ngồi chọn tướng. Ủa sao mở khóa không được, ủa à cái này phải xoay à, ba cái kiếm à. Ôi chết mẹ rồi. Chỗ này làm sao? Ok, từ 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 từ. Chết mẹ rồi, cái trang giấy hồi nãy nó ghi gì mà tôi bỏ qua mẹ trang giấy rồi. Đầu tay kiếm, đầu. Đầu tay kiếm đúng không? Đầu. Ở dưới là kiếm. Chết mẹ này, này đứa. Ôi hay quá. Ôi hay quá em ơi, hay quá Nhân ơi. Trời ơi mẹ. Nãy quên đọc tờ giấy mấy anh em. Làm cái này nha. Ôi mẹ, ngày qua tôi ngồi với lại tôi gacha mà cũng hên đúng mấy anh em à. Tôi gacha theo tôi đánh giá là tôi mới roll 40 lần mà tôi full năm. Tôi mới roll 40 lần mà tôi năm con tướng vàng là game này tôi tí hên mấy anh em à. Tôi đang tí lọc luôn mấy anh em. Game nó gọi tôi rồi. Mẹ, tôi roll có 40 lần mà tôi roll 40 lần mà tôi năm con tướng vàng, đâu bốn con tướng vàng, tôi ra bốn con tướng vàng là game gọi tôi rồi. Game hay, combat đã tay mấy anh em ơi. Mẹ. Đã vậy bữa giờ tôi đang ghiền con King of Red nữa, game cũng đang thần rừng đồ họa như thế này nữa. Rồi mà tôi chơi hai con game cộng dồn thêm này nữa, bao ngon luôn. Tôi mà được tuyển làm người sáng tạo nội dung tôi năn nỉ luôn. Má tôi năn nỉ luôn, tôi kêu bây giờ thôi em không cần lương luôn, bây giờ chỉ cho em tài nguyên trong game thôi. Bữa sau mà tôi rồi tôi vả quá mấy ông, bữa sau mà tôi được tuyển á, tôi mà phỏng vấn tuấn tuyển á, tôi kêu là em làm em điếu được lương luôn, bây giờ em chỉ cần làm chỉ cho tài nguyên với cho tướng em vô em ngồi em quay thôi, em không cần lương luôn, rồi cho em tài nguyên em xin em quay thôi, em khỏi cần lương luôn. Ví dụ như tướng cập nhật chỉ cho em thông tin nào lịch ra tướng xong rồi ra cho em review tướng thôi, em đéo cần lương luôn, em vô em ngồi em làm chị cho em giờ em vả quá rồi. Trời má, những game này nó hay lắm mấy ông ơi, mấy ông chơi thử em không biết được, mấy ông đi bb trong giai đoạn đầu mấy ông thấy bình thường đúng không, má vô bb hay lắm, bb mà mấy ông đánh với người tôi đi đánh cái chế độ quyết đấu cân bằng của nó hay lắm mấy ông à. Giờ tôi đang đi làm nội dung một chút nữa, chiêu chiêu một tí đi, xong rồi tôi vô tôi ngồi tôi hạt coi BBB cho mấy ông coi. Mày BBB cái này hơi bị đỉnh luôn. BBB là mấy ông phải thuộc đồ nha, mấy ông không thuộc đồ là mấy ông đéo đi được. À, vùng đất mới. Mấy làm gì đam mê luôn á. Nhưng mà tôi muốn cái camera cái game này nó zoom cận hơn chút xíu nữa thì nhân vật nó sẽ đẹp hơn. À mà tôi quên mấy anh em nha, tôi quên nói mấy anh em vô mấy anh em nào tải game này về chơi á. Mấy anh em vô setting á, mấy anh em chỉnh cái người ít xuống lại nha, mấy anh em giảm ít xuống người lại. Bên Tuna có nhận quảng cáo luôn hả? Trời má, hỏi Tuna có quen không? để chút nữa tôi nhắn tin Facebook rồi, như tôi có Facebook Tuna, để tôi nhắn tin tôi hỏi Tuna thử Tuna có quen chịu quản lý không, giới thiệu tôi vô cho tôi bú chứ. Tôi hỏi tôi để tôi vô tôi để tôi offline xong tôi bỏ hết liêm sĩ của tôi đi hỏi tôi đa thử là có quen quản lý bên đó không, giới thiệu tôi vô làm với mày tôi bú. Cho tôi xin tôi vô tôi xin vô tôi bú chứ.
Tuna nào? Tuna One Punch Man hay là Tuna nào? Đủ. Tuna nào mới ông nội? Tuna One Punch Man đúng không? Tuna làm bạn Túng Túng làm bên One Punch Man đúng không? Hay là Tuna nào? Đủ mới công tư chút nữa tôi nhấn lộn nữa. Trời mấy anh em còn hỏi tôi thức thứ nhất nữa, tôi thức thứ hai luôn rồi, mấy ông còn hỏi tôi thức thứ nhất nữa mấy ông nội. Mấy anh em hỏi Tuna nào mới công chút tôi nhắn lộn Tuna nữa, Tuna làm nội dung quanh bên men hay là Tuna nào. Nên là có bạn nào có quen không, mấy bạn nào trong đây mà bạn đang làm game, mấy bạn đang theo dõi tôi không, tôi là tôi làm game có tâm lắm. Mấy bạn nào đang theo dõi tôi không mà tôi làm là bao có tâm luôn. Trời ơi, mấy bạn giới thiệu tôi vô đi, mẹ tôi sẽ tâm huyết con game này tới chết. Chừng nào game chết thì tôi chết, giống như One Punch Man vậy. Mấy bạn thấy không, One Punch Man ở Việt Nam sụp mà tôi qua CVC tôi làm tiếp mà, một con game tôi làm 3 năm mà. Cống hiến hết mình luôn. Em có thông tin liên hệ với bạn Tuyển anh ơi. Anh có lấy thông tin không? Có luôn, trời ơi em ơi. Bây giờ em nói luôn đi, em là giám đốc luôn đúng không? Bây giờ em ứng tuyển luôn, bây giờ ứng tuyển luôn nè. Bây giờ em cứ ứng tuyển anh luôn đi, anh đéo còn lương luôn. Bây giờ cho anh tài nguyên tướng thôi, anh chơi game thôi. Có rồi, cho anh luôn á, luôn đi. Đây anh uy tín luôn, anh thức tỉnh luôn rồi. Anh không chỉ thức tỉnh một luôn mà anh còn lên VIP luôn rồi em ơi. Anh lên tới VIP 2 luôn rồi. Đây nè, uy tín luôn nè. Mày anh có tâm mới chưa, có con game nào mà mới chơi ngày thứ hai đây. Nè anh lên tới mày, anh lên tới VIP 2 luôn rồi nè. Anh chuẩn bị anh lên VIP 3 luôn rồi nè. Mấy anh đam mê với con game này tới như vậy luôn rồi, anh lên tới phải chuẩn bị, anh sắp lên VIP 3 luôn tới rồi. Em giới thiệu anh đi, em cho anh xin info đi. Đây này, em nhắn qua Discord đi, cho anh xin info đi. What happened? Ồ, lên VIP 5 chưa mấy anh em ơi, phải vô chứ. Trời ơi, phải vô cái nhà tài trợ lên chứ. Vậy tôi bây giờ tôi không có nhà tài trợ, không có người chống lưng á. Trời ơi. You did rớt. Chọn bên nào. Này đã dịch đi đây, chọn bên nào. Từ, nó có vô Discord rồi, từ để vô tôi nó có cái chọn gì đây nè. Rồi tiếp theo tiếng Việt hoàn tất. Rồi vô rồi nè, vô rồi mấy anh em. Trời ơi má, vô mẹ vô, bây giờ vô phải có nhà tài trợ mấy anh em ơi. Má có nhà tài trợ tôi mới vô, tôi làm mày hành trình của tôi mới trọn vẹn được. Gì mày muốn quýnh không? Tao đơm mày luôn. Tụi nó mày muốn quýnh vô đơm mày luôn. Trời ơi, đưa cho mấy anh em cái hành trình, tới cái hành trình mà gọi là cái hành trình đỉnh cao của đỉnh cao anh không ấy. Ôi mấy con game này cái gì đây, yêu cầu gì đây, mở khóa gì đây. Ôi AFK chương 80 à. À rồi ok. Xong nè, tôi xong cốt truyện rồi. Này bữa sau tôi để tôi tích cho khoảng cỡ tầm nhiều vé tôi quay một lần cho đã mấy anh em. Làm hai nháy đi ha, làm hai nháy đi mấy anh em. Ờ ba nháy luôn cũng được. Đó, làm ba nháy luôn mấy anh em ơi. Ôi mẹ hỏi chịu thôi. Em qua là ra cho thêm xin con tướng vàng nữa. Rồi không ra rồi, mẹ em qua bú vàng nhiều quá rồi. Hôm nay trả rồi mấy anh em ơi. Ờ ra cũng đai luôn nè, ô đai luôn nè. Rồi bên em qua bú vàng nhiều quá rồi, hôm nay bắt đầu trả giá lại rồi. Quất. Ok, được nhận là xanh chín gửi mấy anh em luôn. Rồi bảo hiểm rồi, chuẩn bị bảo hiểm mà một phát nữa bảo hiểm đúng không? Rồi ok, một phát nữa bảo hiểm.
Thôi đây rồi, đây rồi, đây rồi. Mày ca cho tôi một con trùng đi, để tôi kích duyên. Ra tôi một con trùng đi. Đây rồi. Đây rồi, con gì đây? Con gì đây? Hẹt sồi phá hủy nữa, đừng có hiện mấy con trùng mày nữa. Đâu mấy con hamster, quên nãy tôi mua quên đồ để gì con hamster đuôi dài rồi. Ồ, thêm con ấu đai nè. Cái gì nữa vậy? Cái gì nữa đây? Cái gì nữa đây? Uầy. Hình như là ngày hôm qua mấy ông nói con này ngon lắm đúng không? Hình như tôi nhớ không lầm là ngày hôm qua mấy ông kêu con này là con hỗ trợ cực kỳ ngon luôn đúng không? Đúng không? Ngày hôm qua mấy ông nói con này là con hỗ trợ cực kỳ ngon đúng không? Hình như là mấy ông nói ngày hôm qua con này là con một trong những con best hỗ trợ trong con game này luôn đó, đúng rồi. Uầy. Uầy. Bây giờ mấy ông chỉ tôi chỉnh cái lobby một cái. Từ mấy ní chỉ tôi, từ giờ mấy ní chỉnh tôi chỉnh cái lobby này là cái. Bây giờ cái lobby của tôi đang là con này là một tăng. Bây giờ tôi sẽ bỏ con nào ra? Bây giờ cái lobby của tôi như thế này, tôi sẽ bỏ con nào ra? Lobby của tôi đang là con healer này, là không thể nào bỏ ra rồi. Tôi có một tăng rồi, chỉ có bỏ con này ra thôi. Bây giờ chỉ có bỏ con này ra thôi à. Con này của tôi đang là đỡ đòn, mà tôi đang có một con đỡ đòn rồi. Bây giờ là bỏ con đỡ đòn này ra đúng không? Thay con 2 bằng con mới. Bỏ con số 5. Không, con số 5 mới là hồi máu mà, bậy bẻ. Bỏ healer luôn à. Bỏ con healer ra luôn à. Con kia nó có hồi máu à, con này nó cũng có hồi máu luôn à, bỏ con healer ra là như gì à, như gì đúng không? Con trùm này có hồi máu luôn, mấy vậy cướp gì con trùm này im bang cái gì. Rồi ok rồi để tôi vô tôi trang bị cái, mở tất cả cái trang bị cái mấy em ơi. Vậy con trùm này bá, ngày hôm qua tôi nói là ngày hôm qua các bạn nào kêu con trùm này là con xp best nhất trong game này luôn, anh ráng anh quay ra. Rồi. Thay nếu thiếu đam thì thay con 2 bằng con Âu Đai. Âu Đai là cái con hồi nãy đúng không? Âu Đai là con này đúng không? Âu Đai là con thằng lằn này đúng không? Đúng không? Âu Đai là con này đúng không? Thay bằng con này đúng không? Con 2 đây hả? Con cấp 49 đây hả? Ủa mà sao, tại sao phải chơi 2 tăng cơ? Có cần phải chơi 2 tăng cơ không? Tôi thấy bỏ bớt một con tăng cơ ra được không mấy ông? Bỏ bớt một con tăng cơ ra được không? Đúng không? Tôi thấy bỏ bớt một con tăng cơ ra là hợp lý hơn á mấy anh em à. Tại vì đội hình tôi tới hai con tăng LSR lượng, hai con tăng phẩm vàng lượng. Bỏ hai con tăng ra hợp lý hơn đúng không? Của tôi tới hai con tăng lượng mấy anh em à. Hai tăng hỉ luôn hay sao được? Không, ý là chơi đam á, để con này phụ đam boss á. Bây giờ tôi đi boss nè, ví dụ như là bây giờ đúng không, từ từ tôi nâng tướng xong đi, tôi nâng con tướng này xong cái hả. Là bây giờ ví dụ như tôi đi boss nè, bây giờ ví dụ như từ dị vật tôi nâng cấp cái dị vật cái kích hoạt. Uầy, wow, giống như là khi mới tăng tốc độ tấn công của một tướng đồng minh ở hàng sau cùng hàng 80 trong 15 giây. Đi boss thì một tăng thôi đúng không? Rồi ok, ví dụ như tôi đi boss nè, chuẩn bị tôi quýnh boss nè. Tôi quýnh con boss nè. Từ. Đây con boss nè. Boss là tôi nghĩ một tăng thôi chứ đúng không? Đây boss nè. Boss là tôi bỏ bước một tăng ra đúng không? Đây tôi bỏ bước một tăng ra cho Âu Đai, cho con này vô. Bỏ con trị liệu ra cho con chó này vô đúng không? Team của top boss có một tăng thôi anh ơi. Đội hình tôi bây giờ là đội hình của tôi là siêu phẩm luôn rồi đó. Con này hàng sau. Con này hàng trước, hàng đam. Định kỳ hồi phục HP. Tào Nguyễn có lời mạnh mẽ cho hàng trước đồng minh, đúng sai cho đồng minh. Rồi, tăng tốc độ kỹ địch cho hàng sau.
Rồi, ok. Gì đúng không? Rồi, ok. Đó. Rồi tăng là tôi có con xịn rồi, tăng là tôi có Thoran rồi. Rồi ngày qua bạn kêu kiếm tôi con chó rồi. Thôi, đấy. Quăng con Snake ra, đấy, quăng con Snake ra. Ờ để tôi xin đi phỏng vấn cái. Rồi, đánh xong này tôi đi bê. Tôi nói mà, hôm qua tôi quay 40 phát, hôm qua tôi quay 40 phát tôi ra 40 tướng vàng liên tiếp luôn mà. Hôm qua tôi quay 40 phát tôi ra 40 tướng vàng liên tiếp luôn mấy anh em. Hôm qua là tôi quay 40 phát tôi ra 40 tướng vàng liên tiếp luôn mà. Ngày hôm qua bạn kêu tôi nói là game mày chọn mà, game chọn tôi rồi tôi mới nói rồi. Game nào mà có lòng với tôi thì tôi sẵn sàng tôi có dạ lại mấy anh em mà. Tại vì ngày hôm qua là tôi vô, lúc mà tôi vô là tôi quay ra game tôi thấy nó phù hộ tôi rồi. Nó phù hộ độ trì rồi nhưng mà cho nên là tôi quẩy tới ná luôn mấy anh em mà để cho cái chiêu AFK tiếp mấy anh em ơi. Thay con Thonan bằng con thay con Rawan bằng con Coco đi anh. Coco nó có bút đam. Từ Coco là con nào? Coco là con nào? Từ để vô win boss kìa mấy anh em. Từ để vô win boss á, tôi cần đội hình đam boss chảo to thôi mấy anh em à. Đâu? Chiến đấu nè. Thay con Ronan. Ronan là con nào? Selena. Monkey. Ronan này hả? Ronan đang là một vị tướng hỗ trợ. Có cái năng cung cấp năng lượng, con này đang bút năng lượng mà. Thay bằng con nào? Thay bằng con Coco. Omen. Viper Coco là con nào? Mấy ông có thể đọc cho tôi cái hình của nó được không? Sacha. Mini Coco là con nào Mini? Mini có thể chỉ giùm tôi con Coco là con nào không? Mấy ông cho tôi một cái biểu tượng được không? Để đỡ đi kiếm cái rồi. Coco là con nào? Sivine. Lugat. Con thứ tư hàng 2. 1, 2, 3, 4. Là đây con Coco đây đúng không? Coco thay cho con bút máu đây đúng không? Coco thay cho con này đúng không? Con này vai trò của nó là gì? Hỗ trợ. Rồi. Một số tướng bắt đầu học bé cung cấp giáp, sát thương và tạm thời cho đồng minh. Rồi ok. Rồi, là đội hình đi đam boss, là đội hình này là đi là chuẩn đúng không? Đội hình này đi đam boss là siêu xịn đúng không? Rồi, coi thử thay con này vô đam nó to hơn không? Rồi, mới thử đam mấy anh em, mới thử trước rồi, coi thử đội hình mình nó hợp với con nào. Hoài, mày dàn sau boost kìa, nó boost kìa. Đúng rồi, boost lên. Một tăng thôi. Đúng rồi, gồng lên, đúng rồi. Quýnh nó bé ơi. 44, 45, 46. 47, uầy mẹ đam tăng lên rồi, nãy đam được có bốn mấy à, 50, 51 rồi, bút tiếp em ơi. Ôi, bút em ơi, bút nửa lên. Ôi, mẹ thay vô đam, trời đam 60 luôn kìa. 62, 63, 65. Ôi, mẹ 66 rồi, nãy đam được có năm mấy à. 68, 69, 70 luôn rồi kìa. Trời đủ bút tiếp, trời ơi, bút tiếp em ơi. Bút nữa, chịu hồi chi thuật. Hồi máu lên cho con tăng sắp xỉu rồi kìa, hồi máu lên cho con tăng gì ní, ní ơi. Rồi đồ quá sắp xỉu rồi. Ui mẹ đam được 77% luôn kìa. Hồi nãy đam được có năm mấy à. Uầy. Ui mẹ tăng lên hạng 38 luôn kìa. Ui mẹ tăng lên nữa là giết được con boss luôn à. Từ rồi bây giờ mình hạt co sức mạnh cái mình nhận phần thưởng để mình bơm sức mạnh vô một cái mấy anh em ơi. Mình phải bơm vô mình 38% rồi. Tướng đâu rồi, còn nào nữa, lên viên, lên đồ, còn nào tăng được rồi mình đẩy được chiến lên cho tổng team lên. Rồi.
Hoài. Mày mấy anh em nghiên cứu mấy quân tướng bút rồi, mày cứ tướng tím đâu phải là dở anh em ơi. Được 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 được. Được mấy anh em ơi, được. Này tôi chỉ thiếu một nhà tài trợ thiệt lực nữa thôi. Ờ, ban hội của bạn đã lên cấp rồi, ok. Game có code, code hình như là ờ có bay cái code rồi, mấy anh em lên fanpage là có luôn mấy anh em ơi. Quà tôi cũng đường dí tập nhận hết rồi. Mấy xu này để làm gì tôi chưa biết nha. Hey friend, đấy, ok, Lucy. Valentino, ồ mày còn có cả Valentino nữa, quá dữ. Rồi. Tôi khử tôi để giành được bao nhiêu vé kia rồi. Vinh quang của nhà vua. Vé này tôi được 15 vé nè. 30 lượt nữa tao quất luôn, có nhiêu xào với nhiêu. Có nhiêu xào với nhiêu luôn. Mẹ đi ải luôn, cần đang cần tướng nữa. Nổ vàng. Nổ vàng. Trời ơi không nổ vàng, tím rim rim luôn. Ờ con tím của thử tím con nào. Rồi anh già Coronin. Rồi. Melanie. Rồi ok. Ồ, hết rồi, 5 vé hết rồi. Cái này phải đi làm, cái này phải đi chuyện map mới có nhiều lượng. Cái này phải phải đi chuyện map mới có nhiều lượng. Hôm nay hơn ngày hôm qua. À cái này kêu chiêu AFK rồi, ok. Từ cái này dừng ở đây đi Phan, cái tướng này mình hôm nay mình dừng tướng ở đây. Hôm nay là mình sẽ dừng cái tướng này ở đây. Tại sao dừng cái tướng này ở đây? Mình sẽ dừng cái tướng này ở đây mọi người biết chi không? À, bây giờ tôi sẽ ra tôi đánh BBB, tôi cho mọi người coi vì sao con game này tôi nói vì sao nó bánh cuốn. Đây tôi sẽ cho mọi người xem cái chế độ BBB. Má à, cái chế độ BBB nó siêu bánh cuốn luôn, tôi nói với mấy ông mẹ cái chế độ BBB nó cực kỳ bánh cuốn luôn. Đây đây. Cái chế độ BBB nó hơi bị bánh cuốn luôn mấy ông à. Từ. Ờ đây ổ rèn vũ khí luôn nè, ổ rèn full bộ vũ khí luôn đi. Ờ để tôi mở cho mấy anh em coi. À cái này chọn luôn rồi nè. Con đam chính của mình, cái con này là cái con này của mình là lớp gì đây? Cái con thằng lằng này đang là lớp gì? À xạ thủ rồi, chọn chuẩn bị xạ thủ luôn. Đang cần xạ thủ thì chọn chuẩn bị xạ thủ luôn. Trời ơi, quất. Đây. Rồi, 300 chiến binh. Đây. Rồi. Ok, bây giờ tôi sẽ ra trước khi tôi đi BB. Tôi để cho cái này nó chiêu nha. Bây giờ tôi sẽ đi BK cho mấy ông, BK đấu trường cân bằng cho mấy ông coi game chế độ cân bằng nha. Má cái chế độ cân bằng bao đỉnh luôn. Rồi, nhiệm vụ hàng ngày cái này rồi. Rồi bây giờ đi BK nè.